Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với mầu nhiệm thứ ba của mùa vui. Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Trong giờ lần hạt này, chúng ta cùng với Mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu trong hang đá đơn hèn. Một vị Thiên Chúa cao sang, giờ đây hạ sinh nơi hang lửa tanh hôi giá lạnh. Dù máng cỏ làm nôi cũng không buồn, vì người được tình yêu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse sưởi ấm. Hơn thế nữa, tình yêu muốn cứu độ nhân loại của Ngài đã làm tan đi cái giá lạnh của đêm đông, đã biến đổi máng cỏ kia nên cung điện diệu huyền. Chúng ta đang sống trong một thế giới dường như lấy tiền bạc, quyền lợi làm thước đo giá trị con người. Chiêm ngắm mầu nhiệm này, xin Mẹ truyền cầu cho mỗi người chúng ta hiểu được rằng vinh hoa phú quý không làm con người ta hạnh phúc, nhưng chỉ có tình yêu mới làm cho con người cảm nhận được sự ấm áp. Và cũng chỉ có tình yêu mới khiến người ta có thể hy sinh cho nhau mà không đòi điều kiện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ban thành thần, người đến biển đời chúng con nên như người công trí, người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời. Tăng phẩm thần linh ban cho nhân gian ôi tuyệt vời cao. Sưởi ấm đêm đông. Xin Chúa ban thành thần. Xin Chúa ban thành thần. Người đến biển đời chúng con nên như người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng
nên chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người, Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội.